Để đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP, các sản phẩm tham gia phải đảm bảo đạt đủ các tiêu chí đánh giá toàn diện trên tất cả các phương diện, sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Không những vậy, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP còn đánh giá thực tế tại cơ sở, lấy mẫu kiểm nghiệm phân tích độc lập trước khi công nhận sản phẩm. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 500 sản phẩm OCOP. Trong đó, sản phẩm trà hoa vàng là một trong 3 sản phẩm đủ điểm xếp hạng tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Song ít ai biết rằng cây dược liệu quý ấy đã từng đứng trước nguy cơ mất giống. Có một thời, người dân các xã vùng cao huyện Ba Chẽ đổ xô vào rừng để tìm trà hoa vàng. Họ đào rễ bán cả cây cho thương lái thu gom mang sang bên kia biên giới. Nhận thức được đây là giống cây quý của địa phương, ông Nịnh Văn Trắng, một người con của đồng bào Sán Chỉ ở thôn Khe Sa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, đã thu mua lại cây trà hoa vàng từ người dân, đổi đất ruộng màu mỡ để lấy đất đồi, xây dựng vườn bảo tồn cây trà hoa vàng. Trước kia là chưa có cái OCOP ấy, thì chúng tôi là phụ thuộc ở Trung Quốc, rất là khó khăn. Đấy. Thế được 2013 thì có cái chính sách mỗi xã phường một sản phẩm ấy của tỉnh ấy, thì chúng tôi là lấy cái lá này, hoa này ra trưng bày. Đấy là được nhà khoa học chú phó giáo sư Trần Văn Ơn ấy xuống cùng nghiên cứu để bảo cây trà này rất là có giá trị kinh tế cao và có cái dược tính rất là tốt, đem lại sức khỏe cho mọi người, để chúng tôi mới dám đầu tư mở rộng diện tích. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Trắng đầu tư hệ thống máy móc, thu mua hoa của bà con để chế biến thành sản phẩm. Đó cũng là tiền đề để ông thành lập công ty cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh. Diện tích vùng trồng trà hoa vàng của công ty hiện nay khoảng trên 5 hectare. Cùng với đó, anh Trắng còn mở rộng vùng trồng lên tới 50 hectare bằng việc liên kết chặt chẽ với người dân địa phương, hỗ trợ cây giống, phân bón, hướng dẫn quy trình trồng và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Mỗi năm, đơn vị này thu được khoảng hơn 1 tạ hoa khô để cung ứng ra thị trường. Với doanh thu gần 5 tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động trong vùng, với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Bên cạnh việc mày mò kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, ông Trắng còn liên hệ với các cơ quan chuyên môn, mời các nhà khoa học xuống tận nơi để tìm hiểu cách thức nhân giống. Để tạo ra được sản phẩm trà hoa vàng ấy, thì nó cũng giống như nhiều nông sản khác, thì cái quy trình sản xuất của nó cũng tương đối cầu kỳ. Thứ nhất là trồng nó thì chúng ta phải giữ sao cho nó sạch, tức là chúng ta sẽ không lạm dụng, không phun các cái loại thuốc hóa học mà chúng ta quen nghe là theo tiêu chuẩn hữu cơ đó. Thì chúng ta tạo ra được một cái lá và cái hoa nó sạch thực sự, thì đấy là điều tốt nhất. Thứ hai là chế biến nó thì chúng ta cũng phải chọn công nghệ thích hợp. Thì chúng ta sấy khô nó chẳng hạn, chúng ta dùng nhiệt để chúng ta sấy như là công nghệ truyền thống ấy, thì nó sẽ làm giảm và thay đổi các cái chất ở trong đó đi đáng kể. Vậy thì tốt nhất là chúng ta ứng dụng những công nghệ hiện đại, mà cái công nghệ tốt nhất hiện nay là công nghệ sấy thăng hoa. Đấy, thì nó gần như là giữ nguyên được cái phẩm chất, các chất nó không bị thay đổi. Thì đấy là cái tốt nhất. Tuy nhiên thì sấy thăng hoa, cái thiết bị của nó rất là đắt, cho nên ai không phải ai cũng phù hợp để làm cái đó. Thì chúng ta có thể dùng chọn một cái công nghệ thứ hai là công nghệ sấy bằng công nghệ sấy lạnh. Nó là lạnh nhưng thực ra nó là mát, có nghĩa là sấy ở những cái nhiệt độ 20, 30, 40 độ C mà nó vẫn khô thì nó cũng chấp nhận được. Nhưng mà hay nhất thì vẫn là sấy thăng hoa. Năm 2015, huyện Ba Chẽ bắt đầu quy hoạch các vùng trồng cây dược liệu, trong đó tập trung nhân rộng là cây trà hoa vàng. Theo đó, vùng nguyên liệu cây trà được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Quá trình sơ chế, chế biến đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP và ISO 9001 năm 2015. Công nghệ sấy thăng hoa giúp giữ nguyên được hương vị thuần khiết và nhiều dưỡng chất quý giá vốn có của trà hoa vàng Ba Chẽ, Quảng Ninh. Trước kia thì gia đình tôi trồng lúa thì đem lại kinh tế rất là khó khăn và eo hẹp. Và sau khi có công ty trà hoa vàng ở đây thì tôi làm ở đây thì tôi cảm thấy là có rất là nhiều mức lương thưởng để cho công nhân phấn đấu và làm việc tốt hơn. Khởi đầu từ gia đình ông Trắng, mô hình trồng cây trà hoa vàng đã lan rộng trên địa bàn huyện Ba Chẽ.
Theo định hướng quy hoạch của huyện Ba Chẽ, đến năm 2025, huyện sẽ trồng khoảng 500 hectare. Giờ đây, trà hoa vàng, loài cây một thời mọc hoang trong những cánh rừng ở Ba Chẽ, được coi là cây kinh tế mũi nhọn. Hàng năm, huyện Ba Chẽ đều tổ chức hội trà hoa vàng để tôn vinh loài cây dược liệu này. Ngoài ra, định kỳ hàng năm, huyện cũng đăng ký cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình hội chợ OCOP thường niên do tỉnh tổ chức. Các hội chợ OCOP kết hợp thương mại của các địa phương trong tỉnh và một số chương trình xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Huyện cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030 dự kiến mở rộng diện tích trồng trà hoa vàng lên 800 hectare